Tháng chạp, người khác lo ngay ngáy, nhưng những tuổi này lại phát tài to, kê cao cối mủ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, vất vả thì mới tìm thấy được sự an yên, sung túc, trời sinh, mỗi người một số mệnh. Vì vậy, trong mỗi năm sẽ có những người gặp được may mắn và bên cạnh đó cũng có không ít người gặp phải thất bại. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ bước sang một năm mới Tân Sửu 2021. Nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều người đang loay hoay với những trăn trở mà không biết phải giải quyết vấn đề theo cách nào. Tử vi học còn nói rằng trước thềm năm mới, cụ thể vào tháng cuối cùng năm 2020, cộng 4 con giáp có vận may lượn ngược dòng, họ bất ngờ gặp được quý nhân. Những người này sẽ giúp họ tìm được hướng đi may mắn trong tương lai. Không những thế, may mắn liên tiếp khiến cho tài lộc ngày càng hưng vượng hơn. Trước Tết Nguyên đán, cuộc sống sẽ bất ngờ thăng hoa rực rỡ, đổi vận phát tài. Vậy đó là con giáp may mắn nào? Có những cơ may nào sẽ đến với con giáp này? Xin mời quý vị và các bạn cùng anh chị hãy theo dõi video ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tuổi Tý. Theo quan niệm của cha ông ta, tháng củ mật là thời điểm ai nấy đều phải cẩn thận bảo vệ tài sản, đề phòng mất mát. Nhưng tuổi Tý thì lại là con giáp phát tài vào thời điểm này. Đây chính là lúc bạn gặt hái được thành quả lao động tương xứng với công sức của mình. Đối với người làm đầu tư, kinh doanh, các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập không ngừng tăng tiến. Tuy nhiên, dù sao thì người tuổi Tý cũng chớ nên quá tham lam, muốn chiếm đoạt cả công sức của người khác thì sẽ phải chịu hậu quả thích đáng. May mắn hơn, tuổi Tý không những không làm mất tiền mà một vài người còn có cơ hội giàu lên nhanh chóng nhờ vào vận may của mình, ví dụ như xổ số giúp thăm may mắn. Hãy có kế hoạch chi tiêu sử dụng sao cho phù hợp khi cầm đồng tiền trên tay. Đừng để số tiền đó phung phí một cách vô ích. Để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội khi bước sang năm mới thì người tuổi Tý nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an trong thời gian sắp tới. 2. Tuổi Sửu. Những người tuổi Sửu có thể yên tâm vì trong tháng củ mật, tình hình tài lộc của bạn vẫn tiến triển khá ổn định. Nếu biết nắm bắt các cơ hội trước mắt mình, bạn thậm chí còn có thể phát tài lớn hơn nữa. Người làm ăn kinh doanh vẫn duy trì được các mối làm ăn trước đó. Thời điểm này, nhu cầu của khách hàng, đối tác đều có dấu hiệu tăng lên đáng kể để phục vụ cho dịp cuối năm âm lịch. Ngoài ra, bạn còn có thể chủ động mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác mới. Mạng lưới quan hệ rộng có thể giúp bạn gặp gỡ được quý nhân hoặc những bạn hàng có nhiều triển vọng hơn. Với người làm công ăn lương, nếu muốn nhận được thêm tiền thưởng, tiền lương, bạn cần cố gắng hơn nữa trong việc thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, gây ấn tượng với người làm lãnh đạo. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Vòng có giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc,
cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. 3. Tuổi Tỵ. Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ có những điểm sáng rực rỡ trong tháng Chạp. Trong khi mọi người đều lo ngay ngáy việc thất thoát tiền bạc hoặc chi tiêu tốn kém, không hợp lý, thì bạn lại được tiếp xúc với những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Người làm đầu tư, kinh doanh nên tranh thủ ký kết hợp đồng vào thời điểm này để có thể kết thúc năm 2020 một cách rực rỡ. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình, thì bạn nên nắm bắt cơ hội ngay mà không cần phải lo lắng, toan tính quá nhiều. Còn với người làm công ăn lương, bạn cũng sẽ nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Các mối xã giao lại càng thêm yếu tố thuận lợi để bạn phát huy tài năng, gây ấn tượng với lãnh đạo. Vậy nên người tuổi Tỵ hãy cố gắng tận dụng cơ hội, từ đó tạo ra bước đệm phát triển trong thời điểm tiếp theo trong năm. Bên cạnh đó, bản mệnh cần mang bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân, ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bạn. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. 4. Tuổi Hợi. Không những không thất thoát tiền bạc, tài lộc của người tuổi Hợi còn có những bước phát triển đáng mừng trong tháng Chạp này. Bạn có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn mà chính mình cũng không ngờ tới. Vì thế dù có vất vả, cũng hãy không ngừng cố gắng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, vì là thời điểm cuối năm bận rộn nên có thể bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều. Đặc biệt nếu như bạn làm các ngành nghề như kinh doanh, buôn bán hoặc bất động sản, vận tải đường dài. Người làm công ăn lương cũng nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng xứng đáng với công sức lao động của mình. Thậm chí có một số người được chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, giúp cải thiện cuộc sống không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai. Trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn gia tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn xua đuổi những hung tinh, hóa giải những vận hạn, thị phi và mâu thuẫn không đáng có. Cuối cùng là tăng cường mối quan hệ xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Quý vị thân mến, bên cạnh những con giáp gặp được may mắn trong tháng cuối cùng của năm Tân Sửu, thì có những con giáp lại phải lo lắng việc mất tiền, thậm chí còn nhanh chóng rơi vào cảnh cháy túi, tiền mất tật mang, tán ra bại sản trong dịp này. Vậy đó là những con giáp kém may mắn nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo. Tuổi Mão. Người tuổi Mão sẽ trở thành con giáp mất tiền tháng củ mật. Vận trình tài chính của bản mệnh đã không được như ý muốn, lại còn phải đề phòng trường hợp mất tiền để giải quyết những khó khăn trước mắt cho êm đẹp. Vì thế, người làm công ăn lương nên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chớ nên lơ đãng gây ra sai lầm đáng tiếc, trở thành con giáp khó thăng chức. Người làm kinh doanh nên cố gắng làm việc dựa vào sức của chính mình, không nên dính líu đến những mối làm ăn bất chính, kẻo mọi việc đổ bể, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí gặp rắc rối liên quan đến pháp luật. Thời điểm này, bạn nên tránh đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng, bởi tinh thần mệt mỏi, thiếu tập trung sẽ khiến bạn đưa ra những quyết định thiếu chính xác, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả tập thể. Tình trạng sức khỏe xuống dốc cũng khiến bạn tốn thêm một khoản tiền kha khá để chạy chữa. Bạn cần phải có cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm để dự phòng tiền cho những trường hợp bất ngờ. 2. Tuổi Thìn. Tháng củ mật không phải là một tháng dư dả đối với người tuổi Thìn. Trước khi nghĩ đến việc làm giàu, bạn cần tính đến việc giữ chặt số tiền mà mình đang sở hữu, chớ đưa ra những quyết định vội vàng gây hao tài, tốn của. Đặc biệt trong quá trình hợp tác với người khác, bạn cần xác định rõ đối tượng hợp tác với mình là ai, có xứng đáng để tin tưởng hay không. Nếu không có lòng đề phòng người khác, bạn sẽ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân, khiến tiền bạc đổ sông, đổ bể mà không đem lại lợi ích gì. Người trẻ tuổi không nên quá sốt sắng trong việc làm giàu, nhất là trong khoảng thời gian cuối năm như thế này. Muốn phát triển thì bạn nên đi theo hướng chậm mà chắc, chớ lên làm giàu sổi, làm ăn phi pháp. Ngoài ra, một số người còn phải dành tiền cho việc tân trang nhà cửa, xây sửa mộ phần,
cần chú ý chi tiêu cho hợp lý, không nên xa hoa, lãng phí vào những việc không cần thiết. 3. Tuổi Mùi. Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi khá ảm đạm trong suốt thời điểm tháng Củ Mật. Bạn không những khó kiếm được những bạn hàng, đối tác triển vọng mà khoản tiền lương, tiền thưởng nóng cũng không được bằng khoảng thời gian trước đó. Đồng thời, bạn cũng sẽ phải chi tiêu rất nhiều các khoản khác nhau khiến túi tiền cạn kiệt nhanh chóng. Con sao này cần hết sức tránh các hoạt động tranh chấp, thị phi, kệ cáo, kẻo xui hỏng, bỏng không, vừa mất tiền lại vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Người làm đầu tư, kinh doanh hay buôn bán nên chú ý vào các mối làm ăn nhỏ, tiến những bước chậm nhưng chắc, tránh được thất thoát. Chứ nên vội vàng chạy theo những mối làm ăn lớn, vượt qua khả năng của mình, kẻo xui hỏng, bỏng không. Tuổi Thân. Tình hình tài chính của người tuổi Thân không được như ý. Nếu không cẩn thận trong cách giải quyết công việc thì rất có thể mọi công lao của bạn sẽ chẳng nhận được kết quả xứng đáng. Do nhiều tác động khách quan cộng thêm bản tính cả thèm trong chán, nên dù có chọn các công việc tay trái hoặc mở thêm cửa hàng thì cũng không duy trì được lâu. Tiền bỏ ra khó mà thu hồi được vốn, chứ không nói gì đến việc có lãi. Lúc này bạn không nhất thiết phải chạy theo xu thế thị trường vì muốn cải thiện thu nhập của mình. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh, bạn phải đánh giá đúng năng lực của bản thân cũng như tình hình thị trường. Nếu không thì bạn rất dễ gặp phải cảnh thua lỗ, thậm chí trắng tay. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!